Chương trình 60 giây sáng xin chào quý vị. Và không để quý vị đợi lâu, ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý trong sáng nay. Tăng cường nhiều biện pháp bảo vệ an toàn cho nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ. Bọc cốc xoài bằng ni lông để hạn chế nụ hoa biến thành nụ lá. Người Thụy Sĩ giăng lá cờ lớn nhất thế giới mừng quốc khánh. Vụ việc mới đây, bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh bị người nhà bệnh nhân hành hung, bóp cổ chỉ vì bức xúc, chưa đồng tình với ekip cấp cứu, khiến ngành y tế và dư luận xã hội không khỏi bức xúc. Ở thời điểm nhân viên y tế đang chịu áp lực rất lớn như hiện nay, việc giữ một môi trường điều trị an toàn để các nhân viên y tế an tâm công tác là hết sức cần thiết. Trong khi các y bác sĩ cấp cứu đã chịu nhiều áp lực nhất trong việc điều trị bệnh, nay lại đối diện với nguy hiểm rình rập từ việc bạo hành, côn đồ nơi bệnh viện. Tổn hại vừa thể chất hoặc là tinh thần. Có nghĩa là anh đã vô sân si hăm dỗ đồ này nữa, cầm vũ khí, heo ngăn gì đó tới mức mà nhân viên không dám đứng đó gánh. Thì lúc đó mình mới thành ra một cái sự việc là mình lập biên bản. Nhân viên y tế trong cả nước cũng rất mong chờ những cái xử lý nghiêm minh đúng quy định của pháp luật. Thì cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét trong một số trường hợp cũng là xem đây là một trong những cái tình tiết tăng nặng để mà tăng nặng trách nhiệm trong việc là xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí là xử lý hình sự. Mặc dù đây đó vẫn còn những cá nhân, tổ chức ngành y vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, nhưng đại đa số nhân viên y tế vẫn đang ngày đêm gồng mình phòng chống đủ loại dịch bệnh, đảm bảo an toàn, chăm lo sức khỏe cho người dân. Ở thời điểm này, nhân viên y tế càng cần được quan tâm, chia sẻ và bảo vệ để giảm bớt áp lực, an tâm công tác. Tiếp theo là hành vi làm xấu đô thị và đang xảy ra ở nhiều công trình công cộng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhìn hình ảnh này với những đường nét nguệch ngoạc thì hẳn không ai nói đây là một bức tranh nghệ thuật được. Và những hình ảnh tương tự như thế này đang xuất hiện ở rất nhiều vị trí tại cầu Thủ Thiêm 2, cây cầu với kiểu dáng đẹp hiện đại chỉ vừa mới khánh thành và thông xe cách đây ít tháng. Chỉ vỏn vẹn 3 tháng sau khi chính thức được đưa vào sử dụng, cầu Thủ Thiêm 2 phải mang trên mình chi chít những đường nét nguệch ngoạc chẳng có trong bản thiết kế. Không có nghệ thuật gì, cầu này là cầu giống như là tham quan của khách du lịch của nước ngoài luôn rồi mà. Nên là không có cái gì gọi là đẹp đẽ. Thế mình nghĩ là tuyệt đối không nên làm như vậy. Vì tình trạng bể bậy thực ra là hiện nay là rất là nhiều, làm rất là mất mỹ quan của cây cầu. Đây là những hình thức mà phá hoại hình ảnh những cây cầu. Cầu Thủ Thiêm 2 có tổng mức đầu tư gần 3.100 tỷ đồng, là một trong những công trình trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh bắc qua sông Sài Gòn, giữ vai trò kết nối giao thông giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sau khi đưa vào hoạt động, đông đảo người dân đến cầu chiêm ngưỡng chụp hình. Không lâu sau ngày khánh thành, khu vực chân cầu Thủ Thiêm 2 lại trở nên nhếch nhác vì bị sơn, vẽ bậy và rác. Tất cả những điều này đang làm xấu đi hình ảnh cầu Thủ Thiêm 2, một trong những công trình hiện đại có thể được xem là biểu tượng mới của thành phố. Giá xăng dầu ở mức cao nên có hàng ngàn tàu cá phải nằm bờ do càng đánh bắt càng thua lỗ. Thế nhưng gần một tháng trở lại đây, khi giá xăng dầu liên tục giảm sâu, hàng loạt tàu cá đã ra khơi đánh bắt, ghi nhận ở Bà Rịa Vũng Tàu. Tại cảng cá Lộc An, huyện Đất Đỏ, không khí khẩn trương chuẩn bị ra khơi của ngư dân khá là sôi động. Ông Lê Văn Tú ở thị trấn Phước Hải phấn khởi cho biết tàu cá của ông đã ra khơi trở lại và thu được lợi nhuận từ 10 đến 15 triệu đồng một chuyến. Lúc mà xăng dầu mắc thì đi không có ăn, xăng dầu giảm giá thì bà con ngư dân ở thị trấn Phước Hải thì cũng kiếm ăn đỡ lại được. Cũng mong là giảm giá xăng dầu để bà con kiếm đời sống. Ngư dân của tôi cũng cầu mong dầu hạ để làm đánh bắt kiếm đồng. Khi mà cái giá dầu mà giảm, cái lượng mà xuất bến nó tăng, bà con hầu như đó giống như sáng giờ cũng thấy rất là phấn khởi để đi biển. Nhưng mà trong đó nó cũng có những cái khó khăn, nhiều chủ ghe không kiếm được thuyền viên để đi. Cho nên là khi mà lên trên đây thì hầu như anh em tạo mọi điều kiện để cho bà con có một cái chuyến biển thuận lợi chứ. Dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng việc giá dầu liên tục giảm là tín hiệu tích cực, trực tiếp giúp ngư dân giảm bớt khó khăn, vươn khơi bám biển trở lại. Vì ngư dân vươn khơi bám biển cũng có phần quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đặc điểm của cây xoài là khi gặp mưa, nụ hoa sẽ chuyển thành nụ lá. Mưa càng nhiều thì nông dân lại càng phải xử lý nên chi phí sản xuất xoài vụ nghịch thường bị đội lên rất cao. Trăn trở với điều này thì ông Huỳnh Thanh Bá, một nông dân trồng xoài lâu năm tại Mỹ Xương đã tìm tòi thử nghiệm thành công phương pháp bọc gốc xoài bằng ni lông hay có thể gọi là trùm mền cho xoài. Chi phí cho mỗi liếp xoài 500 m2 chỉ tầm 2 triệu, lại có thể sử dụng nhiều lần,
nên theo ông Bá, phương pháp này rất đáng để thử. Nó giảm được 20-30% so với không bọc mủ. Cây xài ra là cái phẩm chất nó sẽ ngon hơn, nó ngọt hơn, thì ra thị trường giá cả nó sẽ cao hơn. Lần đầu làm thử nghiệm, bản thân ông Bá cũng rút ra là thời gian trùm mền nên được kéo dài hơn, khoảng 1 tháng rưỡi là ổn. Cùng với đó là giảm thêm lượng thuốc xử lý ra hoa, vì xoài trùm mền không cần lượng thuốc nhiều như thường lệ. Thì nó hiệu quả như thế nào thì tôi sẽ truyền đạt lại cho bà con. Nếu mà có thật sự hiệu quả thì bà con sẵn sàng áp dụng. Nhà vườn Mỹ Sương thì luôn thích ứng với cái thị trường, đặc biệt là các anh ở đây thì ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất để đem lại những cái lợi ích thiết thực trước hết cho nhà vườn và người tiêu dùng. Nông dân Mỹ Sương vẫn đang không ngừng sáng tạo phương pháp hạn chế thấp nhất lượng phân thuốc, mang đến cho người tiêu dùng những trái xoài ngon nhất, an toàn nhất. Ở phần an ninh trật tự, bắt khẩn cấp nghi phạm vô cớ đập phá ô tô. Và công an Đắk Lắk triệt phá nhóm đối tượng chuyên làm giấy tờ giả. Ngày 1 tháng 8, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá được đường dây lừa đảo liên tỉnh, qua đó bắt giữ 4 đối tượng có thủ đoạn sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của nhiều bị hại ở nhiều địa phương trên toàn quốc. Trước đó, Công an huyện Như Xuân liên tiếp nhận được tin báo của quần chúng nhân dân ở nhiều địa phương khác nhau về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng với số lượng lớn. Qua đó, lực lượng đã bắt giữ Lê Văn Vĩ sinh năm 1995, Lý Hoàng Diệu sinh năm 2000 cùng thường trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Trương Công Hay sinh năm 1995, Nguyễn Thế Hiển sinh năm 1993 cùng thường trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tang vật thu giữ gồm 13 điện thoại di động, 25 sim thẻ, 5 tài khoản ngân hàng, 1 máy tính xách tay và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan đến vụ án. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thiết kế giao diện giả mạo của một số ngân hàng, rồi giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thông báo tài khoản khách hàng gặp sự cố. Qua đó, những người này gửi cho chủ tài khoản một đường link giả và yêu cầu nhập các thông tin tài khoản, mật khẩu, cung cấp mã OTP để chiếm đoạt tiền. Tối ngày 1 tháng 8, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi can Huỳnh Phước Thọ, 41 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo điều tra, trưa ngày 31 tháng 7, anh Nguyễn Tấn Lộc, ngụ tỉnh Bình Dương, đậu ô tô trong hẻm 14, đường 22, phường Linh Đông, cạnh nhà Thọ, không cản trở lối ra vào, rồi đi ăn dỗ nhà người quen. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, Thọ đi nhậu về, nhìn thấy ô tô anh Lộc đậu cạnh cổng nhà mình, nên vào nhà bếp lấy 3 thanh gỗ ra ngoài đường, đập phá ô tô, làm bể kính và hư hỏng nhiều bộ phận. Khoảng 16 giờ, anh Lộc ra lấy xe về, phát hiện sự việc nên trình báo công an. Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức, Thọ đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm như trên. Thọ trình bày do thấy xe đậu cạnh bên nhà của mình thấy chướng mắt nên Thọ đập phá làm hư hỏng xe, chứ không có mâu thuẫn gì với chủ xe hay ai khác. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Chiều cùng ngày, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vương Mạnh Giác, trú thành phố Cần Thơ. Đây là nghi phạm có hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật, từng có 2 tiền án về cùng tội. Trước đó, trưa 23 tháng 7 năm 2022, các lực lượng nghiệp vụ công an tiến hành kiểm tra căn nhà số 30/37 thuộc tổ 35, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh do Giác thuê ở. Tại đây phát hiện bắt quả tang đối tượng đang đưa lên xe ô tô 2 thùng xốp, bên trong có chứa 120 chai thuốc bảo vệ thực vật giả nhãn hiệu Filia và Amistatop để đi giao cho khách. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Giác, lực lượng tiếp tục phát hiện thu giữ 1 xe ô tô, 3 điện thoại di động, 259 chai thuốc bảo vệ thực vật giả nhiều nhãn hiệu, 1.790 tem nhãn, hơn 1.000 giỏ, nắp chai, cùng nhiều máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả. Quá trình điều tra, Giác khai nhận, khoảng cuối tháng 3 năm 2022, y bắt đầu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả các nhãn hàng, rồi đem bán đi các tỉnh như Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang và Tây Ninh. Sáng ngày 1 tháng 8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã triệt phá thành công một nhóm đối tượng chuyên sản xuất các loại giấy tờ giả quy mô lớn. Đây là lần đầu tiên loại hình tội phạm này xuất hiện tại tỉnh. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi làm giả, mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức trên địa bàn huyện Ehleu. Ngay sau đó, các đơn vị phối hợp vào cuộc điều tra xác định được 2 đối tượng liên quan là Đỗ Trung Kinh, 26 tuổi, và Nguyễn Thành Long, 22 tuổi, cùng trú huyện Ehleu.
Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở của hai người trên. Bước đầu, công an làm rõ các loại giấy tờ làm giả, chủ yếu là các loại bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép lái xe, căn cứ công dân, chứng minh nhân dân. Và đây là đường dây làm giả các loại giấy tờ đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Đắk Lắk. Tang vật thu giữ gồm 3 máy tính, 2 máy in màu, 1 máy ép nhựa dẻo, gần 300 thẻ nhựa có in chữ giấy phép lái xe cùng hàng trăm loại giấy tờ tài liệu có liên quan. Hiện vụ việc đang được công an huyện Ehleu thụ lý điều tra xử lý. Bị nghi có đồ độc, nạn nhân sẽ bị đánh, giết hoặc bị đuổi ra khỏi làng. Đến đường cùng, nhiều nạn nhân tìm đến cái chết. Đó là hủ tục tồn tại bao đời nay ở vùng dân tộc thiểu số các huyện miền núi Quảng Ngãi, có tên là cầm đồ thuốc độc. Xã Ba Sa, huyện miền núi Ba Tơ. Thường xuyên đau ốm, một người đàn ông nghi ngờ người cùng thôn cầm đồ thuốc độc gây ra, hoặc thậm chí nghi ngờ người khác cầm đồ thuốc độc hại chết người. Các vụ nghi kỵ trên đã được công an địa phương phát hiện kịp thời, tổ chức hòa giải, không để xảy ra vụ việc phức tạp. Không dứt điểm mà là vẫn tiếp tục ầm ĩ và bộc phát mỗi khi người dân mình là lợi dụng những rượu bia để phát ngôn ra những cái câu từ nó liên quan về việc nghi kỵ cầm đồ thuốc độc. Tuyên truyền nhận thức cho bà con liên quan tới vấn đề hủ tục cần phải loại bỏ để nhằm mục đích là xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tốt đẹp hơn ở khu dân cư. Theo cách nghĩ của người dân miền núi Quảng Ngãi, đồ độc gồm các tạp vật đem đụng vào người khác hoặc đem chôn gần người bị hại và nguyền rủa. Những năm trước đây, nhiều vụ nghi kỵ do không ngăn chặn kịp thời nên xảy ra án mạng. Hơn bao giờ hết, chính người dân cần nâng cao nhận thức để bài trừ hủ tục. Ở phần thế giới cập nhật, thác nước biến thành thác bùn đất sau những cơn mưa lớn ở Myanmar. Và ngọt ngào bảo tàng kem ở Thượng Hải, Trung Quốc. Bang California của Mỹ đang phải đối mặt với đám cháy rừng lớn nhất trong năm 2022 này. Thời tiết khô nóng cùng gió lớn và dông sét khiến cháy rừng lan nhanh hơn và hiện đã vượt tầm kiểm soát. Dù mới chỉ bùng phát từ hôm 29 tháng 7, nhưng đám cháy rừng McKinney tại khu rừng quốc gia Klamath phía bắc bang California đã lan nhanh trên phạm vi hơn 20.600 hectare và trở thành đám cháy rừng lớn nhất trong năm nay tại California. Thống đốc bang California đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn bang từ hôm 30 tháng 7. Cháy rừng thiêu rụi khoảng 500 ngôi nhà và đe dọa nhiều cơ sở hạ tầng, trong khi một số tuyến đường đã bị đóng cửa. Hiện gần 650 người đang nỗ lực khống chế đám cháy. Khoảng 1.300 người dân đã được sơ tán, nhiều công trình đã bị phá hủy. Tuy nhiên, các đội cứu hỏa vẫn chưa thể tiếp cận các khu vực này. Hiện nhà chức trách vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân bùng phát cháy rừng. Tuy nhiên, dông sét có thể khiến cháy rừng trầm trọng hơn. Các nhà khoa học dự báo, biến đổi khí hậu sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát cháy rừng nghiêm trọng trong thời gian tới. Thác Dat Thogen vốn là một trong những thác nước đẹp nhất Myanmar. Tuy nhiên, cảnh tượng ở khu thác này đã thay đổi hoàn toàn sau những cơn mưa như trút nước ở khu vực này. Một chủ tài khoản mạng xã hội ở Myanmar đã đăng tải video cho thấy cảnh tượng bất thường khi nước lũ từ trên cao đổ xuống phía dưới chân thác. Người này cho biết khi nhìn kỹ thì không chỉ có nước rơi xuống mà còn kéo theo rất nhiều bùn đất. Đây là hệ quả của đợt mưa lũ rất lớn trong những ngày vừa qua tại khu vực này. Các cư dân địa phương cho biết họ chưa bao giờ thấy lũ lớn như năm nay. Hiện chưa có báo cáo chính thức về thiệt hại nhân mạng. Chính quyền Myanmar đã điều động các đội cứu hộ và quân đội tới những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất. Quốc khánh của đất nước Thụy Sĩ là ngày 1 tháng 8. Nhân dịp này, nhóm gồm 22 người đã giăng lá cờ Thụy Sĩ có diện tích lớn nhất thế giới lên một vách núi ở dãy Alper. Theo công ty sản xuất cờ Heimgartner, lá cờ chữ thập trắng trên nền màu đỏ này có trọng lượng tổng cộng gần 700 kg. Những người thợ mất 600 giờ để làm nên lá cờ này. Lá cờ có chiều dài và chiều rộng đều là 80 mét, như vậy diện tích của chúng là 6.400 m2. Và đây là lần thứ 8 nó được kéo lên vách núi Santis. Nhiều người đã tề tựu đến đây để chứng kiến sự kiện. Buổi lễ được tổ chức với phần biểu diễn của các nhạc công, thổi các bản nhạc dân ca của Thụy Sĩ. Dưới tiết trời oi nóng của mùa hè, được ăn một cây kem mát lạnh là kỷ niệm đầy ngọt ngào trong ký ức tuổi thơ của mỗi người. Ký ức này đã được tái hiện một cách ấn tượng tại bảo tàng kem ở thành phố Thượng Hải của Trung Quốc. Bảo tàng kem tọa lạc trong khu tổ hợp mua sắm Taiku Liquantan đã mở cửa đón khách tham quan từ cuối tuần qua. Với tông màu chủ đạo là màu hồng, bảo tàng trưng bày những mô hình kem khổng lồ đem đến những trải nghiệm đa giác quan.
và đặc biệt thu hút giới trẻ. Nghe tên bảo tàng thôi đã khiến tôi cảm thấy rất hứng thú, và khi bước vào không gian bên trong thì thực sự là một trải nghiệm giúp hạ nhiệt giữa mùa hè. Tôi thích nhất là bể bơi ở đây với ý tưởng kết hợp giữa ngọt ngào và mát mẻ. Bảo tàng kem là một trong số nhiều hoạt động mà chính quyền thành phố Thượng Hải đang nỗ lực đẩy mạnh trong thời gian tới để tạo động lực cho kinh tế địa phương cũng như phục hồi sau đại dịch COVID-19. Bảo tàng kem bắt nguồn từ New York của Mỹ, và đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại Trung Quốc. Lấy ý tưởng thiết kế là một cuộc hội hè lên đình trong nhà, bảo tàng kem vì thế càng hút khách tham quan trong những ngày hè nóng nực. Một hãng đấu giá nổi tiếng tại Mỹ vừa tập hợp hàng trăm món đồ của ca sĩ quá cố Elvis Presley và sắp tổ chức đấu giá các kỷ vật này sau khi chúng bị thất lạc trong 50 năm qua. Bà Priscilla Presley, vợ của ca sĩ Elvis Presley, cho biết bộ sưu tập gồm khoảng 200 món đồ, trong đó có nhiều món trang sức, bao gồm những vàng nạm ngọc, đồng hồ, dây chuyền đã được Elvis Presley trao lại cho quản lý của mình là ông Colonel Tom Parker. Vợ của Colonel là bà Lone Parker đã giữ những món đồ. Sau khi bà này mất, một người quen đã lấy bộ sưu tập này đi và giấu nó đi trong thời gian dài. Những món đồ trang sức này khiến tôi nhớ đến nhiều kỷ niệm, ví dụ như một chiếc bật lửa mà tôi rất yêu thích. Elvis lúc còn sống rất yêu thích trang sức. Bà Presley không có quyền sở hữu bất cứ món đồ nào trong bộ sưu tập này. Bà Priscilla nói, lý do bà ủng hộ sự kiện đấu giá vì không muốn thấy quá nhiều hiện vật giả mạo là của ca sĩ Elvis Presley được bày bán trên thị trường. Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 8 tới. Vào cuối tuần qua, tại thủ đô La Paz, Bolivia đã diễn ra sự kiện đua xe 4 bánh không có động cơ. Những tuyến đường này trở nên nơi đây bỗng vui nhộn hơn. Khoảng 500 trẻ em đã lập đội cùng với ba mẹ của mình để thi đấu tại cuộc đua ngộ nghĩnh này. Bố mẹ sẽ đẩy xe và những đứa trẻ sẽ là người cầm lái. Tôi đua xe hơi lần đầu tiên vào năm 1965, từ quảng trường Villarreal đến quảng trường San Martin. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm đua loại xe này. Những chiếc xe đẩy đã trở nên vô cùng quen thuộc với nhiều gia đình. Năm nay các tay đua sẽ tranh tài ở 3 hạng mục: xe gỗ, xe nhựa và xe kim loại. Chúng tôi bị đụng nhưng vẫn tiếp tục đua. Tôi sợ nhất là bị té và thua cuộc, nhưng cuối cùng chúng tôi đã đến được vạch đích. Theo ban tổ chức, cuộc đua năm nay thu hút số lượng người tham gia nhiều gấp đôi so với năm ngoái. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị một ngày làm việc mới nhiều thuận lợi và thành công. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Xin kính chào, tạm biệt.